Bạn bất lực vì rối loạn cương dương, bạn xuất tinh sớm khiến cuộc vui của bạn không được trọn vẹn, bạn lo lắng không biết làm sao để cải thiện tình trạng sinh lý của mình. Đừng lo, đã có viên uống hồi xuân thận khí công đức sẽ là giải pháp tốt nhất. Đây là bí quyết một người khỏe, hai người vui. Viên uống hồi xuân thận khí công đức được phát triển kế thừa từ bài thuốc cổ phương với thành phần từ 100% thảo dược tự nhiên, với ba thành phần chính đó là bạch tật lê, lục lạc và hạt nho, có công dụng bổ thận, tráng dương, mạnh gân cốt và tăng cường chức năng sinh lý. Viên uống này được bào chế dưới dạng viên nang, dễ sử dụng và dễ mang theo bên người. Ngoài ra, sản phẩm này phù hợp cho những đối tượng có chức năng sinh lý kém, di mộng tinh hay là đau lưng mỏi gối hay bị chân tê lạnh. Nguyên liệu để hình thành nên sản phẩm thập toàn đại bổ công đức là nguồn liệu nguyên liệu đầy đủ chứng nhận Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Đồng thời, sản phẩm được sản xuất trong nhà máy đạt chứng chỉ HACCP và tiêu chuẩn ISO, được kiểm soát bởi Cục An toàn Thực phẩm và Bộ Y tế.